Chào các bạn, đây là cái bàn mà mình đã hồi giống như đã làm mới nó từ gốc cây này nè. Thì ban đầu ông khách hàng của mình ông định đục cái gốc này là của người ta các bạn, của ông khách hàng của mình. Ông đục cái gốc này ông đục ngũ hổ để ông chơi nè, nhưng mà vì sao ông thấy chơi không nó cũng phí, thì đâm ra ông muốn làm nó thành cái bàn, thì mình đã làm cho ổng thành cái bàn đó các bạn. Đây cái gốc cây đục ngũ hổ nè bạn, cái gốc cây này đục cũng khá đẹp. Đây mình review gốc cây các bạn coi ha. Đây xíu mình quay làm mình quay tổng thể các bạn nha. Đây gốc cây của ổng đây, đây đây đó gốc cây để chơi. Thì vì sao mình làm cái dàn này xong mình lót tấm kiến lên nữa là thành cái mặt bàn là mình xài được các bạn. Thì cái này để làm bàn thì nó cũng hơi cao, thì các bạn đi lựa cái đi mua bàn hoặc có thể đặt bàn á, thì cái chiều cao từ đất lên tới cái mặt này á, nó từ dưới 80 thì đẹp các bạn, còn cao hơn 80 thì nó hơi cao, mình ngồi cái ghế mình mua nó sao nó cao. Như là cái bàn này nè, bây giờ ông muốn ngồi á, cái bàn này gần 90 nè, thì để muốn ngồi tốt là ông phải làm những cái ghế khác, ghế cao hơn ghế bình thường mới ngồi được. Đây thì các bạn khi chọn cho mình cái bàn tròn mà có cái mặt giống như vậy á, thì các bạn quan tâm những cái chỗ này nè các bạn. Đây nè, này quan trọng chứ, chỗ nối hai bên thì các bạn nhìn này, mình không thấy cái đường hở, các bạn nhìn kỹ không, có cái lằn đen nhỏ nè, thì cái lằn đen nó càng ít á thì thợ mộc có làm càng khéo nó càng chắc chắn. Các bạn lằn đen nhiều thì có nghĩa là nó bị hở, là người ta đắp keo vô thì nó có cái lằn đen đó, thấy không? Với là có đó là các bạn nhìn thợ mộc có đó, những cái đây nè, như các bạn thấy nè, đây nè đó, những cái dấu này nè. À, những cái chỗ nối này thì quan trọng các bạn nha, nhìn thấy không, hai cái diệm này nối nè, nhưng mà chỉ trên đây phải liền, thì để cho cái cọng chỉ này nó gánh hai cái thằng nối này lại,
chứ bạn đừng có chọn những cái dìm này nói rồi cái chỉ đen này cũng nói luôn thì nó yếu nha bạn. Này, dìm nối nhưng mà chỉ nguyên này, chỉ dưới đây nguyên thì nó mới gánh hai cọng chỉ nguyên trên đây nè, nó gánh hai cái dìm này lại, gánh hai cái nối là nó cứng nha. Với lại thợ mộc nó làm này, khi nó ghép cái này nó kín thì nó làm khéo cho là nó chắc chắn rồi bạn. Này, cái đó là thợ mộc, nó là các bạn đánh giá gì thợ mộc, còn đánh giá gì cây thì các bạn nhìn nó liền lạc này, không nó liền lạc, nó không có nứt, không có nứt chứ không có thẹo chứ là không có mắt. Đó đó, ok, đây thì mình chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm gì, chút kinh nghiệm khi các bạn đi mua đồ gỗ, hoặc là các bạn phải đặt người ta làm, thì khi mà trước khi người ta bàn giao thì mình lại mình cũng kiểm tra, nếu mà đạt những cái đó hết thì mình lấy các bạn, còn không mình bắt người ta sửa, hoặc là mình không chịu cái đó các bạn. Những cái chỗ này nè, những chỗ người ta vô nè, kính sát sao vậy nè thì nó mới chắc chắn các bạn. Còn như nó hở quá, có cái lằn đen nhiều đây cũng nó cao.